Enterotermina, mẹ ống vi sinh cho đường ruột khỏe. Khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa do mất cân bằng hệ khuẩn ruột, mẹ có Enterotermina, mẹ ống vi sinh sản xuất tại Ý với 2 tỷ bào tử Bacillus clausi giúp cân bằng hệ khuẩn ruột. Không dùng Enterotermina khi dị ứng với các thành phần của thuốc, đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.